hồi kết vụ nam nhân viên trộm 500 triệu đồng của chủ. Nam nhân viên 22 tuổi đột nhập phòng ngủ của chủ cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán xe cũ lấy trộm 500 triệu đồng lãnh án 7 năm tù. Lợi dụng sự tin tưởng của chủ, Huỳnh Văn Tính, sinh năm 2001, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã đột nhập phòng ngủ lấy trộm 500 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Tính 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Tính được anh Nguyễn Tấn Hiền thuê phụ tiếp công việc tại cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán xe cũ ở khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Tính biết anh Hiền vừa được cha trả số tiền 2,1 tỷ đồng nên nảy sinh ý định lấy trộm tiêu xài. Để thực hiện hành vi trên, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, lợi dụng lúc vợ chồng anh Hiền đi ra khỏi nhà, Tính lấy chìa khóa phòng ngủ của vợ chồng anh Hiền để trong cốp xe mô tô dựng trong nhà, mở cửa phòng ngủ lấy trộm 500 triệu đồng. Bị cáo Huỳnh Văn Tính, ảnh, Tiến Tầm. Sau đó, Tính dùng số tiền trộm được mua một điện thoại di động hiệu iPhone 13 Pro Max, một xe mô tô, phần còn lại Tính nộp vào tài khoản của vợ, mẹ vợ và tiêu xài cá nhân. Sáng ngày 24 tháng 7, anh Hiền phát hiện bị mất số tiền trên và nghi Tính lấy trộm nên đến công an phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, trình báo. Ngày hôm sau, Tính đã trả đủ số tiền trộm được của vợ chồng anh Hiền. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2022, Tính bị khởi tố để điều tra.